Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hello cuộc sống của vợ chồng Hoa hậu Trúc Diễm trước khi quyết định sang Mỹ định cư. Trúc Diễm sinh năm 1987, còn ông xã lớn hơn cô 6 tuổi. Họ kết hôn vào tháng 2 2015 sau khi tình cảm phát triển chín mùi. Trong đám cưới, John Tư mô tả vợ mình vừa là bạn vừa là người yêu và là một phụ nữ tuyệt vời. Anh cũng hứa làm mọi thứ để chiều lòng bà xã trong cuộc sống chung. Sau kết hôn, cả hai dọn về sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Họ bày trí ngôi nhà theo phong cách hiện đại và sang trọng. Vì yêu thích nấu ăn, Trúc Diễm xây lại căn bếp rộng rãi hơn. Với người đẹp, việc hai vợ chồng cùng vào bếp chuẩn bị những món ăn ngon là khoảnh khắc hạnh phúc vô giá. Chưa kể John Tư rất thích cơm nhà thay vì ra ngoài nhà hàng. Ngược lại, John Tư rất quan tâm, yêu thương và thường làm những điều bất ngờ cho vợ vào dịp đặc biệt. Mỗi khi rảnh rỗi, John Tư đều ở nhà trò chuyện, xem phim cùng vợ. Hay nếu ngoài đường, anh đều chủ động nắm tay hay ôm hôn vợ. Dù dị ứng lông thú, John Tư vẫn đồng ý để vợ nuôi nhiều chú chó làm bạn. Yêu và bên nhau suốt 10 năm, tính cách ấy vẫn luôn như thế, yêu thương vợ hết mực. Tôi may mắn và hạnh phúc vì lấy được anh, người đẹp cho hay. John Tư thường sánh đôi, đưa vợ đi dự nhiều sự kiện giải trí. Họ luôn nhận được tình cảm của khán giả ở sự đẹp đôi, giữ gìn hình ảnh. Trúc Diễm nhiều lần đảm nhận vai trò đại sứ du lịch tại một số tỉnh của Nhật Bản. Các chuyến đi này của cô luôn có ông xã bên cạnh hỗ trợ. Ngoài ra, họ còn có chung sở thích du lịch và đã cùng nhau đặt chân đến nhiều quốc gia. Sau 6 năm kết hôn, cả hai vẫn chưa sinh con. Trúc Diễm thừa nhận việc mắc bệnh cường giáp trong nhiều năm qua là nguyên nhân khiến vợ chồng cô chậm chuyện con cái. Tuy nhiên, họ không đặt nặng áp lực, cố gắng tận hưởng cuộc sống bên nhau. Hai vợ chồng đều muốn con gái đầu lòng. Anh John bảo sinh con gái để xinh đẹp, cao ráo giống mẹ, Trúc Diễm nói. Về công việc, John Tư kinh doanh đồng hồ, đem lại nguồn tài chính vững chãi. Trúc Diễm thỉnh thoảng tái xuất trình diễn catwalk bên cạnh kinh doanh một thương hiệu thời trang. Vài ngày tới, Hoa hậu Trúc Diễm sẽ lên đường sang Mỹ định cư. Hoa hậu cho hay giấy tờ định cư của cô đã hoàn tất khoảng 4 năm trước. Từ năm 2020, vì kinh doanh gặp khó khăn, vợ chồng cô quyết định đóng cửa tất cả và định cư luôn ở Los Angeles, Mỹ. Khi sang Mỹ, Trúc Diễm sẽ tập trung phát triển mảng thời trang, chăm sản xuất video và hình ảnh giúp kết nối khán giả Việt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.